Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì chúng ta đã tìm ra cái nick Vườn Ngọc Thiên Hương rồi. Ok mọi người, nghe rất là rõ đúng không? Bình tĩnh xem ở cái màn hình nhỏ này được một chút xíu nhé. Thì vừa mới cách đây khoảng tầm một tiếng đồng hồ thì chị Hằng có đăng trên trang cá nhân và trên cái kênh Trường Đua Đại Nam trên tab cộng đồng và đã thông báo rằng đã tìm ra được cái chính chủ của Hồi Ngọc Thiên Hương, mà cái người này là người nhận làm những cái bài viết status đó của Hồi Ngọc Thiên Hương từ trước đến giờ đó, và chúng ta cùng đi xem ở trong cái dòng status đó là gì nhé các bạn nhé. Đây này, các bạn đọc xong cái phần này đi thì các bạn sẽ hiểu được, sẽ biết được. Đây chính là nội dung mà chị Hằng chị đăng lên này. Kính thưa quý vị này, đây là nhân vật đã lập ra nick Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, đã lập vi bằng và đã đưa đến Bộ Công an cũng như Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đây là cái hình ảnh, cái thông tin của cái người được thuê. Cái người được thuê, theo mình tìm hiểu thì đây chính là những cái người được thuê thôi các bạn ạ. Tức có nghĩa là cái nhóm người, nếu mà tìm đúng cái người này được thuê để khai ra toàn bộ sự việc có liên quan đến những người nào đã thuê anh ta và thuê bao nhiêu tiền, mục đích để làm gì, đó là sẽ khui ra hết. Và mình sẽ cho các bạn xem là cái thông tin của anh chàng này là ở đâu các bạn nhé. Đây có rất nhiều những cái tab mà bà Hằng bà gắn lên như này. Đó, thì chúng ta sẽ cùng đi tìm bằng số điện thoại này 0984-133-924 này. Rồi ok, chúng ta sẽ qua một cái tab Google đi. Rồi chúng ta đánh cái số điện thoại lên, lúc nãy mình có tìm đây rồi. Đó, ok các bạn nhé. Nhưng mà các bạn phải nhớ như thế này này. Các bạn phải, trước khi mình nói về vấn đề này, phải nhớ rằng chúng ta không được manh động. Tức có nghĩa là chúng ta không được tự ý gọi điện vào cái số điện thoại này hoặc là đe dọa bất cứ một cái lời nói gì xúc phạm đến anh chàng này, bởi vì anh chàng này chỉ là cái người được thuê thôi các bạn nhé, cũng là cái người được thuê thôi, và cái sự việc nó phải, chúng ta phải chờ công an chức năng người ta xử lý, chứ chúng ta không được quyền, nếu mà chúng ta lạm dụng vào cái quyền đó để mà phỉ báng anh ta thì chúng ta là sai đó, chúng ta đang làm đúng mà thành chúng ta sai đó, các bạn hiểu ý mình không? Rồi nha, nó hiển thị ra rất là nhiều, những cái mục tìm kiếm này, dịch vụ chuyển phòng chọn gói thành phố Hồ Chí Minh này, đó, nhận in ấn vỏ hộp bánh này, sale bất động sản này, tức có nghĩa là anh chàng này làm marketing online, nói tắt ra là vậy, marketing online đấy các bạn, nhận làm những cái dịch vụ trên trên mạng xã hội đó, tức là sale website lên top Google, trên cái top của tìm kiếm hoặc là sell cái kênh YouTube lên đó, giống giống như vậy đó nha, rất nhiều luôn đó. Ví dụ như mình bấm vào cái hình này này, đó đã ra thông tin này, công ty sell SBC này đó, là anh chàng này đây, anh chàng này chính là người đã được thuê để mà lập nên cái tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Các bạn hiểu không? Đấy, cái bài viết thứ hai của mới đây của trang tiếp này. Quý vị thân mến, Phương Hằng tôi đã xác minh thông tin đúng 100% trước khi đưa thông tin đến công chúng. Tôi đã gọi điện nói chuyện trực tiếp với nhân vật Trương Minh Tâm này. Tức có nghĩa là chị Hằng, chị ấy đã gọi điện cho cái nhân vật này rồi các bạn nhé. Và đã xác minh rằng đúng 100%. Viết lên những cái nội dung của Huỳnh Ngọc Thiên Hương từ trước đến giờ và là người lập nên cái nick Ngọc Thiên Hương đó. Tôi đã gọi điện này, nói chuyện trực tiếp với nhân vật Trương Minh Tâm này, nó đã thừa nhận chính là nó làm, chính xác địa chỉ, chính xác số điện thoại, tên này làm dịch vụ thuê và đã tạo ra nick Huỳnh Ngọc Thiên Hương để đưa thông tin công kích tôi, đưa theo yêu cầu của nhóm chống đối tôi. Sự thật nhé quý vị đó, của nhóm này, đưa theo yêu cầu của nhóm chống đối tôi, tức có nghĩa là một cái nhóm nào đó đã thuê cái anh chàng này để và ẩn đi những cái mà người ta không tìm thấy đó, thì anh chàng này anh ấy làm cái dịch vụ đó. Nhưng mà các bạn phải nhớ nha, các bạn
đừng nên vội vàng nha, từ từ. Chưa có gì chắc chắn 100% nên chúng ta hãy cứ từ từ bình tĩnh để xem là chị Hằng chị xác minh thêm về cái nhân vật này là như thế nào nhé. Chắc chắn nếu mà chị Hằng chị báo công an vào cuộc thì sẽ gọi anh này lên để mà điều tra làm rõ sự việc, thì chắc chắn anh chàng này sẽ phải khai ra toàn bộ những cái nhân vật liên quan đó. Cái thông tin là mình chia sẻ cho các bạn như vậy. Còn một cái thông tin nữa, cái like này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn ngắn thôi. Còn một cái thông tin chi tiết nữa là về cô ca sĩ VO này nha. Đó, mình đọc trên Bí mật showbiz là cũng vừa mới đây thôi các bạn nha. Mình sẽ đọc nguyên văn cho tất cả các bạn. Một ngày sau khi tuyên bố khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng, VO tiếp tục chia sẻ. VO đồng ý cho bà Phương Hằng 400 tỷ nếu cả nước đợi cô quá lâu rồi, nên con mong trong vòng 2 ngày là đến 10 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 2021, nếu cô nộp đủ chỉ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vaccine vào quỹ phòng chống dịch Covid thì VO sẵn sàng tặng cô 400 tỷ gấp đôi lời van xin của cô để cô đi shopping một lần như cô nói nhé. Kinh khủng không các bạn? Một cái trạng thái của VO rất là căng, chứng tỏ là VO có rất là nhiều tỷ và nó gọi là ti tỷ luôn các bạn, ti tỷ. Một ca sĩ để mà đi dòng họ hay là này kia của chúng ta chắc là cho con đi làm ca sĩ hết đúng không bạn? Cái điều rất hết sức vô lý. Mà thôi, nếu mà cô ta đã nói như vậy thì chắc chắn là cô ta sẽ làm được, tin là như vậy đi. Đằng nào thì sự đấu đá của cô ta như thế nào đó, cứ lợi ích cho người dân chúng ta là chúng ta ok hết ha các bạn ha, ok hết. Còn cái việc sân si của cô ta thì chúng ta sẽ không quan tâm nữa đó. Sẽ không quan tâm nữa. Tại sao cô ta có 400 tỷ cô ta không tự động mang ra để hiến tặng cho ban mặt trận để mà phòng chống cái dịch Covid này đi, thì người ta sẽ tung hô cô ta rất là nhiều, mà còn đưa ra những cái lập luận, những cái mà nó rất là nhỏ nhen để mà chứng tỏ mình là ai. Qua cái sự việc này thì cô ta đã mất điểm khá lớn, nhưng thôi chúng ta hãy tiếp tục đọc này. Cô Hằng tự hứa 97 triệu dân cho dịch Covid cấp bách 1.000 tỷ, 15 triệu liều vaccine từ cách đây nhiều tháng trước. Tuy nhiên, con chỉ cần cô nộp 200 tỷ tiền mặt rồi cô nhé. Mong cô cố làm là con làm theo gấp đôi ngay. Cô Hằng tự hứa trước là người lớn. Cô bảo cô giàu nhất Việt Nam mà. 200 tỷ thấm thía gì đâu cô nhỉ. Cô hứa trước, làm trước. Đi, con làm theo ngay. Thời gian mấy tháng cũng quá lâu để cô chuẩn bị rồi phải không? Chứ như cô hôm sinh con 200 tỷ mà tự dưng ra quy định 3 ngày sao coi được. Cái này phải xin đều hay giống mấy bạn cậy to xác hay đứng cổng trường cấp 1 trấn lột không cô? Trong khi con không hề lên mạng khoe kim cương hột xoàn hay hứa hẹn quá nhiều rồi xin ngừng như cô nhen. Đó, vẫn nói chung là VO vẫn vẫn cố gắng để mà chống cự đến phút cuối, phút 90, phút bù giờ. Hôm nay con vui lời cô nè. Ai mà đi xin lại ép người ta đúng ngày đúng giờ không được thì dạy đành đặt ra con thua cô nhiều tuổi, vậy tiền đâu dễ kiếm vậy cô hè. Tự vỗ ngực giàu nhất Việt Nam, lẽ nào tự hứa mấy tháng rồi mà không làm được cô ha. Chứ con là chưa bao giờ bảo con giàu như cô. Cố vu khống con cũng chưa hứa gì như cô nhen. Cô tự biên tự diễn rồi bảo con nổ. Cái tên nổ hiếm người được gắn liền. Nếu sau khi cô làm mà con không làm được cho cô, chửi con cả đời luôn. Còn nếu chỉ 200 tỷ cô cũng không làm nổi, mong cô mở lòng từ bi bỏ quên cái tên VO và các nghệ sĩ khác nha. Nghĩ sao vậy? Cô hãy tự leo lên những bậc thang nổi tiếng bằng chính đôi chân của mình. Ôi 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 mẹ ơi. Lại bà luôn.
tại sao một người nghệ sĩ nhỏ tuổi cái cách tử tế này nó giống y chang như là Michizo luôn, không khác gì luôn các bạn. Qua những cái câu chuyện này mình mới thấy được những cái người nghệ sĩ trẻ tuổi như là cái cô gái này không bao giờ đáng được trân trọng. Mình đảm bảo với các bạn luôn, chúng ta cùng trông cậy vào tâm từ bi giúp đời giúp người của cô nhé mọi người. Cô Hằng ơi, cố lên, bó tay. Tôi chưa bao giờ up status mà xóa, có chăng là ai đó xấu hổ nên bịt miệng bằng cách report cả hai trang của tôi. Làm gì có ai report cái kênh của cái trang của VO. Tự cô ta cảm thấy xấu hổ nên cô ta tự xóa thôi các bạn. Facebook VO thì 30.000 fanpage này cũng sắp bị không đăng được. Sắp tới nếu VO không còn nói được trên trang cá nhân thì mọi người theo dõi trên báo chí, hoặc cần thiết VO sẽ like trên kênh YouTube của mình nhé. Cái chiêu bịt miệng xong lại vu oan cho người ta, không nói được làm hoài không ngán. Ok, một cô gái rất là dũng cảm khẳng định với các bạn. Tại sao lại không chịu nhượng bộ một chút để mà lo lắng cho ngày sinh sắp tới? Tại sao lại cứ phải đi sân si đố kỵ làm cái gì? Cô ta có biết rằng ngoài những cái quỹ hàng hữu thì ông bà ấy cũng đã gửi vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc rất là nhiều tiền để mà ủng hộ cho cái quỹ này. Tại sao, làm sao mà cô ta biết được? Nhưng mà ai cần công khai những cái vấn đề đó đâu bạn? Không ai cần công khai. Công khai á, thì các bạn lại nói là ủng hộ được một chút rồi lại đăng lên để mà khoe khoang hống hách. Không ủng hộ thì kêu là tại sao không ủng hộ. Không biết là làm như thế nào mới vừa lòng được những cái con người như thế này.